Nhà con gửi về biếu ông đây ạ. Sao đã lâu không thấy nó biên thư về? Dạ, nhà con bị ốm, phải nằm bệnh viện. Sợ biên thư về ông lại lo thêm. Thế bây giờ nó đã khỏe hẳn chưa? Dạ, nhà con đã ra viện rồi ạ. À, súng của bố gửi về, súng của bố gửi về. Tuấn, mẹ cháu mới về hả? Vâng, mẹ cháu mới về. Bảo mẹ tối cho sang chơi nhé. Vâng ạ. Tối bọn mình sang nhà Duyên đi. Đơn vị nhà con đang bận làm kinh tế ở tận trên Tây Nguyên kia. Sao nó cũng biên vài chữ về thăm bà con làng xóm. Đã lên tận nơi thăm chồng mà cũng không biết nhắc nó được một câu. Đưa ông xem nào. Đây này. Làm sao? Không bắn được nữa. Làm sao thế con? Nín đi để ông sửa lại cho. Quà của con nữa đây, ra đây với mẹ. Nín đi. Ở nhà với ông có ngoan không con? Quà của con đây, cầm lấy đi. Mẹ ơi, gọt cho con. Để lúc khác, mẹ đang nói chuyện với ông nhé. Gọt bây giờ. Thì dao đây gọt ngay cho nó vâng, đi. Vâng, con xin. Thế chồng con, có nói bao giờ được về phép không? Dạ. Mấy bạn, nhà con đều nhường cho anh em trong đơn vị. Ông tính, có người đi hàng chục năm, còn chưa được về nữa là... nghĩ cũng phải. Chị Duyên đã về rồi đấy à? Dạ mời ba vào đi chơi. Đi đường ạ. Có mệt lắm không? Dạ. Bà bế con nhà ai đi bà? Con nhà Thắng đây. Vợ chồng nó chuyển vào Nam công tác, định vào thu xếp xong mới ra đón con sau. Thế là đùn cái cháu về cho bà trông nom đây. Nhà mời con vâng ạ. Gửi biếu bà cái khăn đi ạ. Thế à? Cái thằng thật chu đáo quá. Lại còn quà với cáp nữa. Nhà con nghe tin ông con ở nhà bị mệt đã lâu. Ừ. Nên lo lắm cứ giục con về sớm.
Nhưng con nói hàng ngày đã có bà sang trông nom hộ, nên nhà con yên tâm lắm ạ. Ông ơi, mấy hôm con đi vắng, ở nhà ông có uống thuốc đều không ông? Có. Tôi phải sang ép mãi ông cụ mới chịu uống hết bát thuốc đấy. Thế ngày à? Nào cũng ngóng ngóng chờ chị về. Tôi mới bảo ông không nhắc rồi nó cũng khắc về. Dạ. Cứ nhắc mãi làm nó rối ruột lên, rồi lỡ ra đi đường tàu xe nó chẹt cho thì làm thế nào. Nói thế ông cũng mới chịu thôi đấy. Dạ. Thì bà tính đàn bà con gái một mình lặn lội lên thăm chồng, bà bảo không lo sao được. Gớm, yên hàn gì nó khắc về, cứ làm như người ta cướp mất chồng không bằng ấy. À thế cụ Phúc có nhà không đây? Dạ có đó. Mời các cụ vào trong nhà. Mời các cụ vào trong này ạ. Quý hóa quá. Cụ vào đây. Dạ. Mời cụ ngồi ạ. Mời các cụ ạ. Kìa cụ. Bác bà ngồi. Nghe tin cô Duyên mới ở trong kia ra, anh em chúng tôi đến để hỏi chuyện đây. Bà biết cháu bà. Bà ngồi kia. À bố cái thằng Tuấn thế nào? Có khỏe không? Dạ cảm ơn ông, nhà con vẫn khỏe. À thế bây giờ làm đến cái chức gì rồi? Dạ, bà nhà con chào. Chỉ là bộ đội thôi ạ. À, đành rằng là bộ đội. Thế nhưng mà bộ đội mấy sao mấy gạch dạ. Rồi chứ? Dạ. Đấy. Mời bà xin nước ạ. Có gặp mời các ông xin nước ạ. Đi bộ đội, đóng quân ở trong hay không? Bà ơi, cái miền Nam nó mênh mông thế, làm sao mà gặp được? Mời cụ ạ. Bà xây nước đi. Vâng, bác bà vâng. Mời các ông xây nước ạ. Mời các cụ xây nước ạ. Vâng, kìa. Mời cụ. Vâng. Chè trong Nam gửi ra, các cụ uống thấy thế nào? Cũng được, nhưng vẫn thua cái ảnh Thái Nguyên. Vâng, nước nó xanh hơn. Vâng. Ê, cháu đi về cũng vất vả không? Cũng vất vả, tàu xe khó khăn. Ông ơi! Ông xem cháu có cái áo mới này. Hôm nay anh Khang lên tỉnh, có chuyện gì vui không? À, tôi mua cho Thơm được cuốn Con Tàu Trắng rồi đây này. Thế à? Ôi, phải xếp hàng mãi mới mua được đấy. Đây, tặng cô. Ôi, sao lại ướt nhèm thế này? Lúc chưa đi trên đò, có một cô đi cùng bị say nắng ngã xuống sông. Tôi vội nhảy xuống, quên cả chiếc túi đeo ở bên người. Nếu mình là học sinh thì thế nào cũng được nhà trường tuyên dương đấy nhá. Thì bắt cô ấy tuyên dương chứ lo gì. Cô nào vậy? Cô Duyên, vừa đi thăm chồng về. Duyên ở đội văn nghệ à? Nào, tôi có biết. Bao giờ cho đến tháng 10, lúa chín trên cánh đồng 5 tấn. Bài thơ hôm nọ anh đọc cho em nghe đây phải không? Đúng đấy. Sáng nay gặp mấy anh trong tạp chí của chi hội văn nghệ. Họ bắt đem về sửa và hứa sẽ đăng đấy. Thơ thế này mà còn phải sửa à? Họ chê là mình chưa bám sát thực tế. Bây giờ các địa phương người ta đều thu hoạch 7-8 tấn trên 1 hecta. Thế mà mình vẫn còn viết lúa chín trên cánh đồng 5 tấn. Chẳng mấy chốc anh trở thành nhà thơ, rồi bỏ nghề dạy học và chẳng bao giờ còn quay trở về ngôi trường này nữa. Anh là người vô tình lắm. Làm sao phải bỏ nghề dạy học? Thỉnh thoảng làm thơ cũng là một cách để tâm sự với mọi người.
sự với mọi người. Nói như anh cứ viết thư mà tâm sự cho xong. Đúng đấy, đôi khi viết thư người ta còn thật với mình hơn. Nói chuyện với anh ngang như cua ấy. Ơ kìa, Thơm, đem đi đâu đấy? Để em chép lại cho, nhè hết cả rồi. Đồng chí Trần Đình Nam mất đi, Tổ quốc và nhân dân mất một người con trung hiếu, đơn vị mất một đồng chí, gia đình mất một người thân yêu. Vì nhiệm vụ chiến đấu đang khẩn trương nên đơn vị chưa kịp cử người về thăm gia đình ta được. Chị Duyên, mời chị vào. Chị đã đỡ chưa? Dạ, tôi đỡ rồi. Thầy tôi bảo tôi sang cảm ơn anh. Và mời anh hôm nào rỗi anh lại nhà chơi. Có gì đâu mà cảm ơn ạ. Chị ngồi xuống đi. Vâng. Lúc trưa chị làm tôi cũng hết hồn. Lúc ở dưới thuyền không biết anh có nhặt được tờ giấy nào của tôi đánh rơi không? Tôi có nhặt được tờ giấy này. Có phải... Nhưng sao lại thế được? Chị vừa đi thăm anh ấy về kia mà. Anh ấy mất từ lúc nào? Đã gần một năm nay rồi. Thế mà bây giờ người ta mới báo cho chị. Đơn vị đang định báo về địa phương thì em lên. Em cứ tưởng anh bị thương hoặc đau ốm gì. Đảo ngỡ. Trời. Thì ra lúc ở trên đò. Vậy cụ đã biết tin này chưa? Anh đừng nói chuyện này với ai vội. Vâng. Chị Duyên, dù sao tôi cũng là người biết tin này đầu tiên. Cho tôi được chia buồn cùng chị. Chị Duyên. Tôi... Để tôi đưa chị về. Tôi về một mình cũng được. Thank you.
Ơ kìa. Là tướng thôi mà con chơi diều, người ta cười chưa đấy? Ai cười? Em cười. Này, này, cho anh xin nào. Nhưng anh phải hứa bỏ cái trò trẻ con này đi cơ. Này, bọn bạn em nó cứ trêu suốt đấy. Trêu thế nào? Nó bảo anh là thằng trẻ danh. Anh phải hứa bỏ cái trò này đi cơ. Anh hứa, cho anh xin nào. Hả? Ê chết, người ta nhìn đây đấy. Đi thôi. Sợ lắm. Có gì mà sợ? Bà em bảo ngày xưa cứ đến rằm tháng 7 ở bên cạnh miếu này người ta họp chợ để những người sống người chết gặp nhau đấy. Làm gì có chuyện đấy. Đây là miếu thờ một người có công dẹp giặc, được dân làng tôn làm thần làng. Vào đây với anh. Đừng làm thế, đi ra đi anh. Chiếc diều cuối cùng. Ngày mai anh đi khám nghĩa vụ rồi. Đã thưa chuyện với bố, gia đình anh sẽ sang bên em xin dẫn cưới trước ngày nhập ngũ mà. Con chào cụ ạ. Ai đấy? Con đấy ạ. Con là Khang đấy ạ. À, anh Giáo đấy ạ. À? Vâng. Mời anh vào trong nhà chơi. Dạ. Con có gói chè ngon, được phân ở trường, mang bếu ông uống thử ạ. Anh lại còn cho tôi. Trồng cây duyên cũng vừa gửi ra cho ít chè. Anh xây nước đi. Vâng. Dạ thưa cụ, ảnh ai ở bàn thờ bên kia? Ảnh thằng lớn nhà tôi, hy sinh năm 68 ở Quảng Trị. Còn vợ nó, từ khi có con Duyên về, nó xin giả riêng. Rồi sau gặp được một anh thương binh quá vợ, nó cứ sợ làng xóm dị nghị. Nhưng tôi bảo, ai nói mặc người ta, có người thương mình là quý rồi con ạ. À. Ông ơi, ông xem cháu vẽ này. Tuấn, chào thầy đi con. Cháu chào thầy ạ. Chào cháu. Khéo quá nhỉ. Nhưng cháu vẽ cái gì đấy?
Cháu vẽ con gà. Anh xem. Ông ơi, lúc nào ông làm cho cháu cái diều thật to vào ông nhá. Ồ, mắt ông bây giờ kém rồi. Khi nào bố cháu về, bố cháu sẽ làm cho. Bố nó ngày xưa là thả diều nhất làng không ai bằng. Từ ngày bố nó gửi về cho hộp bút chì màu, nó cứ hí hoáy vẽ suốt ngày. Anh xem, nó dán đầy tường kia kìa. Súng không hả chú? Có chứ. Nào, ra đây xem súng ống hỏng hóc thế nào nào. À, đây rồi. Chờ chú một tí nhá. Xong rồi nhá. Cháu cảm ơn chú ạ. Bắn thử xem thế nào. Khá lắm. Tuấn ơi. Dạ. Mang cho ông cái xô nước lại đây. Tưới cho ông đi. Cây hồng này bố mày trồng từ dạo về phép. Sắp có quả rồi mà vẫn chưa thấy bố mày về. Ông ơi. À. Bao giờ nó có quả thì để dành chờ bố cháu về ông nhá. Có và để dành trong bụng mày thì có. Chào anh. Chị Duyên. Mời chị vào trong này. Hôm nọ tôi có lại thăm cụ và cháu, nhưng chị không có nhà. Vâng, tôi có nghe thấy tôi nói lại. Chị uống nước đi. Dạ. Tôi muốn nhờ anh một việc. Chị cứ nói đi, đừng ngại gì cả. Giúp chị được gì, tôi xin sẵn sàng. Sắp đến ngày giỗ bà cụ nhà tôi, thầy tôi mong thư lắm. Tôi muốn nhờ anh biên dùm cho mấy chữ. Tôi à? Vâng. Thế có nghĩa là tôi viết thay anh ấy à? Vâng. Chị Duyên này, tôi nghĩ chị không thể giấu mãi với gia đình cái tin này được. Trước sau rồi mọi người cũng phải biết. Biết đâu người ta báo nhầm, anh ấy vẫn còn ở đâu đó và chưa tiện biên thư về. Kể viết một bức thư đối với tôi không khó,
nhưng viết sao cho mọi người tin được cũng không phải là dễ. Anh cố giúp cho. Đây là những bức thư cũ của nhà tôi. Anh đọc qua để biết. Thì đã chết ai. Về muộn thế này ông cụ lại mắng chồng. Cuộc họp quan trọng bỏ thế nào được. Chào bà. Cô chú đã về đấy à? Anh chị bà. Ở nhà chờ mãi. May quá. Chào các cháu. Tốt lắm. Ngoan lắm. Cháu vào đây. Chào các cụ các bác ạ. Sao về muộn thế? Nhà đòi ông cán bộ tỉnh đã về đây rồi. Cháu lại xin theo các cụ các bác. Thế à? Ăn cái gì nhỉ? Con ơi. Thịt lợn nhá. Xin lỗi ông. Xin lỗi các cụ, trên tỉnh có cuộc họp nên con về muộn ạ. Không sao, mang thêm thức ăn cho con. Anh chị đã về ạ. Cô Duyên. Dạ. Anh xin cơm ạ. Mời các cụ tự nhiên ạ. Cô Duyên này. Dạ. Mời cô. Vâng ạ. Cháu đi lấy ngay đi ạ. Cô vào đây. Mừng quá, anh chị được đúng lúc ạ. Em định về từ sớm kia, nhưng nhà em lại có cuộc họp đột xuất ở bên ủy ban. Không sao, đã có chị với cô Duyên lo rồi. Mời cô, mời các cụ xơi đi ạ. Mời cô Duyên đâu? Vào đây ăn một thẻ. Mời bà. Vào đây em. Cháu Tuấn đâu? Mời bà chơi. Dạ, cháu nó ăn với bọn trẻ con xong rồi ạ. Dạ thôi, chị cứ để mặc em. Dạ, mời các bà xơi cơm ạ. À, có thư của bố cháu, có thư của bố cháu ơi. Có thư của bố cháu. Bác được thư đâu rồi cháu? Ra mời bác vào đây luôn thể. Bác đi đi rồi à? Thế à? Hải đâu? Dạ. Đọc to lên cho cả nhà cùng nghe. Vâng ạ. Tây Nguyên ngày. Kính thưa thầy, đơn vị con sắp hành quân về phía biên giới Tây Nam. Con viết vội vài dòng về thăm thầy cùng bà con họ hàng. Mong rằng lá thư này sẽ đến kịp ngày giỗ mẹ con. Con vì bận không về thắp hương lên bàn thờ mẹ con được, nhưng đã có nhà con và cháu Tuấn thay mặt. Vừa qua nhà con vào trong này thăm, được biết tin tức của cả nhà, con rất mừng. Con chỉ lo thầy tuổi già sức yếu, mà con thì lại đi xa. Duyên cố gắng thay anh chăm sóc thầy chu đáo. Anh biết rằng vắng anh ở nhà em sẽ vất vả nhiều. Tuấn ở nhà đã nhận được quà của bố chưa? Bố nhớ con lắm. Con ở nhà phải ngoan, không được quấy ông và mẹ. Bao giờ về bố sẽ làm cho con cái diều thật to. Anh chị Long và các cháu vẫn khỏe cả chứ? Anh còn công tác ở trên tỉnh không? Nghe nhà con nói cháu Hải năm nay thi vào đại học, không biết đã đỗ chưa. Ông ơi, cháu đỗ rồi đấy ông ạ. Ồ, mừng quý cho quá. Quá. Thằng bé này nó học này họ lấy điểm cao, đỗ được đại học xưa ấy, lắm. Bố cháu cũng thông minh như thế đấy. Cho con gửi lời hỏi thăm bà Hiến, cụ Điền, các bác, ông các ơi, anh chị trong làng ta. Cuối thư, con xin kính chúc thầy mạnh khỏe, hai mẹ con ở nhà vui vẻ, bình yên, con. Vâng, thằng bé thế mà có hiếu. Vâng, cháu có tính cẩn thận lắm. Vâng, cảm ơn. Cháu nó hỏi thăm sóc. Ra đây chị bảo. Để giết bộ sơn. Năm nay tăng gia. Cô viết thư bảo nó xin xuất ngũ đi. Về rồi chị bảo anh thu xếp công việc ở trên tỉnh cho mà làm.
Chúng mày dại lắm, chẳng biết bảo nhau tính toán gì cả. Vâng, mời cô. À, con xin báo để các cụ các bác biết một tin vui. Tỉnh đã quyết định tặng bằng khen và chọn xã ta làm thí điểm cho phong trào nhận làm con nuôi các gia đình liệt sĩ. Vâng. Này, thế thì quý hóa quá rồi. Dạ, có nghĩa là các gia đình liệt sĩ sẽ có người đến tận nhà nhận làm con thay cho những người đã mất. Thế thì hay quá nữa chứ. Vâng. Vâng. Nhà mình đã có anh là con rể rồi còn gì. Vâng, đúng rồi. Rể chưa phải là con. Con xin phép bố đi rồi về. 10 năm qua tôi không quản vất vả nuôi con ăn học. Bây giờ con đã khôn lớn, anh khôn thiêng, anh phù hộ cho con ăn học nên người. Ra chào các cụ đi con. Bà ơi, cháu chào bà, cháu về nhé. Cháu chào các bà, cháu về ạ. Vâng, đấy các bà xem. Ông ơi, cháu còn bé tí. Xin phép ông cho cháu về để chuẩn bị, vì cháu ngày mai cháu đã phải có mặt ở trường ạ. Chào các cụ ạ, chào chú nhé. Hai mẹ con chị cho về. Cháu về chị. Duyên ơi, chị về nhé. Gắng học cho giỏi cháu nhé. Vâng. Hải, cô chẳng có gì, có ít tiền cho cháu đi đường uống nước nhé. Gấp, cô còn cho cháu. Cô làm thế là hư trẻ đi đấy. Thôi, cố gắng phấn đấu nhé. Vâng ạ. Thôi, con cũng xin phép ông con về. Chiều con còn học tiếp trên tỉnh ạ. Anh về à anh? Tôi về cô Duyên nhé. Chị ơi, chị cho em gửi ít quà về cho các cháu. Thôi, cô cứ để cho cháu Tuấn. Thôi chị về nhá. Đi nhanh lên. Đừng chen nhau các em. Cứ từ từ thôi. Từ từ không ngã đấy. Hòa nhá các bạn, sáng mai đến lớp sớm nhá. Đã nhận được thư chưa? Thầy tôi đã nhận được rồi ạ. Cảm ơn anh. Có kịp ngày giỗ không? Vâng, kịp ạ. Thế à? Không ai hay biết gì chứ? Lâu lâu anh lại viết dùm cho một lá nữa. Diễn đến nơi rồi mà mặt cứ như đứa đám thế kia thì diễn cho ai xem. Tôi đã nói với anh rồi, anh tìm người khác để thay. Tôi mệt chả chắc có diễn được đâu. Đến bây giờ còn thay. Nhanh lên, khẩn trương lên, cán bộ tỉnh đã về kia rồi. Nhanh lên tí cậu. Bọn giặc xâm lăng cậy binh hùng tướng hổ, vẫn lăm le nuốt chửng nước non này.
nhưng dân mình đâu có chịu bó tay để bọn giặc đè đầu cưỡi cổ. Đất mình là của dân mình, kẻ nào đụng đến nơi à tàn tành thì cũng thương. Trong trời mây xanh ngàn ngặt à ơi à ơi à, ngó xuống gấp đất rộng mà thấy đi à, ngó xuống gấp đất rộng mà thấy đi à. Ai chẳng nhờ bác. Bà con ơi, sao tôi là vương sứ ấn tử vua ban về đất Võ Lăng chiêu hiền nạp sĩ. Anh Khang này, hay ta về đi. Thì xem một lát đã. Chán chứ, có cái gì đáng xem đâu. Thì về. Nhưng mà về bây giờ cũng chán lắm. Thì đi đâu? Đi đâu cũng được đi. Này, 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 này các em ơi. Trương viên chàng ơi, nay vận nước gặp cơn binh lừa, cánh chim bằng gặp gió đã nên, thiếp dù gối lè chăn đơn, mong chàng giữ vuông tròn chí cả. Này, cái cô hôm cùng qua đò với anh đấy phải không? Xuân phương em hỡi, đường dẹp giặc gian lao xa kể, nhưng tình gối chăn há dễ cầm lòng. Thương mẹ ai già tóc ngà màu bông, chốn quê hương cày em mà chăm sóc. Thiếp xin chàng yên lòng nhẹ bước, nghĩa phu thê ghi tạc đá vàng, nuôi mẹ già cho tròn đạo hiếu năng, dù muôn thác không sờn ý thiếp. Trương viên chàng ơi, vòng chinh chiến biển dơ tan hợp mi, ngọc liu ly nghi báu vật của cha dạy, xin chàng ghi nhớ. Liêu ly đôi hạt nơi mà chia nhau, ai gây đà gây ngăn cách thi đi. Em ơi, tiến đưa nhớ buổi hôm nghỉ nay. Chàng ơi, thiếp mong trông chừng cởi bay, thiếp xin nguyện thay chồng nuôi mẹ chập trùng bắc nam muôn lối.
Con trật tự, vì có sự cố nên trích đoạn chèo tạm dừng ở đây, còn tiết mục tiếp theo là tiết mục tấu vui. Chị đừng sợ, ta cũng là người làng của chị đấy thôi. Sao trông giống như người ở trong vở chèo? Cảnh tiếng người ra trận bao đời nay đều như vậy cả, hết như vậy. Vậy ngài là ai? Ta đã nói rồi, ta là người làng của chị. Ta từng chấn giữ biên cương nơi Ải Bắc, đánh đuổi giặc Nguyên Mông dưới cờ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài là thần làng ạ? Ta chẳng là thần là thánh gì. Ngày trước ta cũng ra đi như chồng chị, và cũng để lại làng quê này một người vợ trẻ như chị bây giờ. Ngài có biết chồng tôi? Trước khi đi xa, anh ấy có gửi lại ta chiếc diều dày, chị quên rồi sao? Anh ấy trước khi đi có đốt chiếc diều ấy ở đây, tôi còn nhớ. Ta trả lại chị cái kỳ vật ấy. Sao? Vậy là chồng tôi không còn nữa thật sao? Cũng như ta, chồng chị chỉ sống trong tâm tưởng của người đời mà thôi. Ta còn sống đến bây giờ cũng chính là như vậy. Ngài linh thiêng, ngài cho tôi gặp chồng tôi dù chỉ một lần thôi. Ta chẳng có phép thiêng gì, chỉ có đất này là linh thiêng. Chị cứ bình tâm mà sống. Chị Duyên. Ai đây? Tôi đây mà.
Vai bố còn đau không? Từ khi cái Duyên thăm chồng về, tao đâm khỏe hẳn ra. Trong nhà có ai ra nhận thư nhá? Có thư của thằng Nam bố ạ. Cái thằng dạo này chăm viết thư gớm. Nhưng thư này lại viết riêng cho cái Duyên. Thì vợ chồng chúng nó cũng có lúc phải bàn bạc riêng với nhau. Cứ có thư về là tao mừng rồi. Này, em bảo. Chuyện gì thế? Thì cứ dừng tay lại đã nào. Đây này, anh đọc đi sẽ rõ. Đấy, anh thấy chưa? Những tình cảm của Duyên khiến tôi cảm phục và quý mến. Tôi mong Duyên hãy nhìn thẳng vào sự thật. Cái con này ghê thật. Thảo nào từ hôm về ăn dỗ tôi đã thấy nó có điều gì khăng khắc. Nhưng ai viết thư này phải tìm cho ra chứ. Nó chỉ ở trong cái làng này thôi, không đâu xa cả. Cứ bảo xã họ tìm là ra hết. Chuyện riêng của gia đình nhà mình, bới ra chỉ xấu mặt với làng xóm. Chỉ khổ thằng em tôi, cứ tin vợ cho lắm mà. Đây không phải là chuyện riêng trong gia đình mình. Bảo vệ hạnh phúc cho người đi chiến đấu xa là trách nhiệm chung. Địa phương họ cũng phải có trách nhiệm. Mình có ngồi đây mà dình chúng nó mãi được à? Trông nét chữ quen lắm. Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Phải rồi, ở trong quyển vở học của thằng con tôi. Để tôi bảo nó mang sang đây cho các anh so nhé. Sử có nhà không đây? Sử! Dạ, con học bài đây ạ. Mang ngay quyển vở của mày sang đây. Mang sang đây, nhanh lên. Đây. Không được vẽ bậy vào vở. Thôi đúng rồi. Thôi đưa đây. Báo cáo anh, đây đúng là chữ giáo khang. Dạ, tay này không phải là người của xã tôi ạ. Thôi được, các đồng chí giữ bức thư này lại cho tôi. Nếu đúng là tay giáo viên ấy, các đồng chí báo cáo thẳng lên ty, tôi có cách giải quyết. Vâng. Các anh trên ty tôi đều quen cả. Cần phải giải quyết ngay việc này. Đúng đấy ạ. Làm sao các đồng chí lại có bức thư này? Chẳng qua chỉ vì cô Duyên không muốn giấu chúng tôi điều gì. Anh cũng biết đấy, chồng cô ấy đi chiến đấu xa. Bảo vệ hạnh phúc cho những người đi chiến đấu là trách nhiệm của chúng tôi. Không, tôi không tin. Không thể như thế được. Vậy cô vẫn chưa nói chuyện gì với các đồng chí à? Theo anh thì còn chuyện gì nữa? Không, không có chuyện gì cả. Vậy anh nhận bức thư này là do anh viết? Vâng. Thôi, thế là rõ rồi. Tôi không thể nào tin được chuyện này. Anh là một người rất tốt. Chữ viết rành rành ra đây. Bà là hiệu trưởng mà bà không nhận ra. Các em đi chơi nhé. Nhưng các anh thử đọc kỹ lại. Tôi thấy chẳng có việc gì mờ ám ở đây cả. Đòi có trách nhiệm với vợ người ta, với con người ta. Không mờ ám thì là cái gì? Đồng chí cho tôi xin lại bức thư. Chúng tôi có trách nhiệm phải giữ bức thư này lại. Tôi
Đỗ Tuấn đuổi được mẹ đấy. Mẹ cho con với. Mẹ, cố lên nào. Thôi, ta dừng lại ở đây thả diều nhé. Diều thầy Khang làm cho đấy à? Vâng ạ. Để khoan, mẹ xem là buộc như thế nào đã nào. Nào, mẹ tung thì là Tuấn cầm dây chạy nhá. À, diều lên, diều rồi, lên rồi, mẹ ơi, diều lên rồi. Kìa con biết rồi, con ơi, chạy đi con. Nào, mày đâu ra đây cho con. Đưa thầy xem. Tờ giấy này của em nào vẽ? Xỉu vẽ đấy. Em thưa thầy, bạn xỉu vẽ đấy ạ. Xỉu, có đúng thế không? Các em ra chơi, còn xỉu ở lại. Chết rồi nhá. Chết rồi. Cô Lan lẹo. Em nghe ai nói chuyện như vậy? Em nghe bố em nói. Bố em nói à? Cho em ra sân chơi. Nó là trẻ con, nó có tội tình gì? Không có lửa thì làm sao có khói? Thank you.
dặn dò gì em không? Sao anh im lặng thế? Hay anh có điều gì oan ức? Không. Vậy sao anh buồn? Anh chỉ muốn những người sống được hạnh phúc. Hạnh phúc? Chỉ có những người đang sống mới làm được điều đó. Anh đã làm xong phần việc của mình rồi. Không. Anh vẫn ở bên cạnh em và lúc nào em cũng nhìn thấy anh. Cái còn lại mãi mãi là cái không thể nhìn thấy được. Em vẫn giấu với mọi người. Trừ một người. Bố vẫn định ninh là thế nào anh cũng về đấy. Hãy để cho bố được thanh thản. Rồi anh sẽ về. Chị đã gặp anh ấy chưa? Anh ấy đi mất rồi. Sao khuya rồi bố còn dậy làm gì hả bố? Hôm nay là ngày rằm tháng 7. Bố quên không dặn con thắp hương. Bố đi nghỉ đi bố ạ. Thank you.
Bao giờ cho đến tháng 10, lúa chín trên cánh đồng, giông bão, ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi, những mất mát hy sinh chịu đựng khổ đau, khi trời thu vẫn xanh mãi trên đồng. Tôi định sang chia tay, nhưng cô còn ngủ. Anh Khang, anh cho em hỏi anh một câu thôi rồi anh hãy đi. Thôi cứ hỏi đi. Có thật anh yêu chị Duyên không? Và bây giờ anh sợ anh bỏ trốn chứ gì? Thôi được, tôi muốn nhờ Thơm việc này. Thơm chuyển hộ tôi cho cô Duyên. Và Thơm cứ đọc, rồi sẽ hiểu tất cả. Thôi, tôi phải đi cho kịp chuyến tàu sớm. Và sẽ viết thư về trường sau, khi nào có địa chỉ chắc chắn. Chào Thơm. Mấy hôm nay tôi rất muốn gặp Duyên, nhưng thấy sẽ làm phiền thêm cho Duyên nên lại thôi. Tôi xin gửi lại Duyên tập thư của anh ấy. Tôi đã thuộc từng dòng từng chữ một. Và tôi đã hiểu, những người mất đi không gì thay thế được. Việc Duyên giấu kín với mọi người nỗi đau của mình chính là vì những người đang sống. Nhưng đối với tôi không thể tự giấu mình được. Tôi mong rằng sau những mất mát khổ đau, Duyên và cháu Tuấn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Dù có đi đâu, thì từ nay cái làng quê nhỏ bé này cũng sẽ rất thân thiết và gần gũi đối với tôi. Cô ơi, có thấy cái Duyên nó đâu không? Cháu vừa thấy cái Duyên nó đằng kia kìa. Thế à? Duyên ơi! Ôi Duyên! Tôi bảo đây! Có chuyện gì thế bà? Chị về ngay đi. Sáng hôm nay tôi sang, thấy ông cụ cứ nằm, không chịu uống thuốc, mà cứ đòi gọi chị về đấy. Vâng, cháu về đây. Ờ. Thôi về đi. Rõ khổ. Ông ơi, ông cho gọi con về có chuyện gì thế ông? Điện cho chồng con bảo nó xin phép về vài hôm. Thì ông cố uống hết bát thuốc này đã. Ông có khỏe thì nhà con về mới yên tâm được chứ ông. Duyên, tôi bảo đây. Này, ta xem chừng ông cụ yếu lắm rồi. Hay là cô đi đánh điện gọi nó về, để cho ông cụ được hà dạ. Hả? Hay là mày không muốn nó về, sợ làng xóm người ta nói, rồi đến tai nó chứ gì? Khổ quá, bà đừng nghĩ ác cho con bà. Bà cứ để con tính xem có cách nào không. Thôi, tùy cô đi. Bà ơi, bà trông hộ ông con cho con, để con đi nhắn chị con về cái đã. Đi hộ lên nhá.
Cháu tên là gì? Cháu tên là Tuấn ạ. Thế đi nhờ xe lên huyện có việc gì nào? Cháu lên huyện nhờ bác đưa thư điện cho bố cháu về. Thế bố cháu làm gì? Bố cháu làm bộ đội. Nói thật hay là nói đùa đấy ông tướng? Thật đấy mà. Ông cháu bảo mẹ cháu đi đánh điện cho bố cháu về, nhưng mà mẹ cháu đang mắc bận nên cháu phải đi thay. Bố cháu tên là gì? Bố cháu tên là Trần Đình Nam. Trần Đình Nam à? Thế cháu ở xã nào? Cháu ở xã Trung Nghĩa, nên cháu phải xe ô tô ấy mà. Thế nghỉ học bỏ đi như thế này thì đã xin phép thầy giáo chưa đấy? Cháu chưa đi học. Mẹ cháu bảo bao giờ gần đến mùa gặt cháu mới đi học cơ. Thật. Sao vào lớp 1 chứ đùa đâu. Nghề thật. Thằng này khôn lắm. Cô có thấy cháu Tuấn nhà tôi sang đây không cô? Không, cháu ấy đâu hả chị? Tôi cũng không biết nữa. Mọi khi cháu vẫn sang đây chơi với thầy Khang mà. Chị Duyên, chị vào đây thì đã. Tôi đang vội cô ạ. Chị Duyên, anh Khang đi rồi. Anh ấy ra tàu sớm qua. Anh ấy đi đâu? Có giấy của tỉnh, điều anh ấy dạy trường khác. Khoan đã. Trước khi đi, anh có nhờ em chỉ nói chị cái này. Em đang định vào làng tìm chị. Mời thủ trưởng xuống xe cho. Đến nơi rồi. Kìa, sao lại về làng thế này? Cháu đưa các chú về làng để các chú thăm gia đình cháu, rồi chú đánh điện cho bố cháu về, đồng ý không? Cháu không về đâu, cháu không xuống đâu. Các chú đánh lừa cháu, các chú đánh lừa cháu, cháu không xuống đâu. Cháu không xuống đâu. Các đồng chí xuống nghỉ một lát để tôi ngồi với cháu. Vâng ạ. Không biết bà dễ có kịp về bộ tư lệnh không đấy. Trước kia chú ở cùng đơn vị với bố cháu, cùng sống bên nhau, cùng chiến đấu bên nhau. Thế chú biết bố cháu à? Chú biết. Bố cháu không về nữa. Bố cháu đã hy sinh trên mặt trận biên giới phía Tây Nam. Có thật không hả chú? Chú là bộ đội, chú chỉ biết nói sự thật. Trước sau rồi cháu cũng biết. Chú không muốn giấu cháu. Thế sao chú còn sống? Kìa Tuấn, Tuấn! Chờ chú với! Tuấn ơi! Chờ chú với! Chú đừng nói gì với ông cháu nhá. Chú hứa với cháu đi. Ừ, chú hứa. À, nó về rồi cái kìa. Ai đấy? Cháu Tuấn nó về rồi ông ạ. Ừ.
cháu vào với ông đi. Tuấn à, đi đâu rồi cháu? Cháu đi tìm bố cháu về cho ông. Bố. Ờ. Bác xin nước đi. Ông cụ thế nào rồi? Mệt lắm mà. Bố, con đã về. Dạ. Không qua khỏi được đâu. Suốt ngày cứ nằm thế thôi. Khổ quá. Đấy. Bố. Chị Duyên. Chị Duyên. Chị bình tĩnh lại đi. Anh ấy không về được, nhưng đã có chúng tôi. Con đã giấu bố. Chị bình tĩnh lại đi. Chị Duyên. Bố. Chị Duyên. Tôi. Bố ơi. Tôi là bạn của anh ấy đây này. Chị Duyên. Con đã có lỗi với bố. Chị đừng thế. Không, chị không có lỗi gì cả. Chị không có lỗi gì cả. Hãy để cụ đi được thanh thản. Chờ chị và cháu mãi. Cảm ơn cô.
Cháu sẽ vào lớp 1 của em đấy. Thế nào, có đồng ý vào lớp cô không? Có. Chị cứ yên tâm, cô có biết anh Khang bây giờ ở đâu không? Anh hẹn bao giờ có địa chỉ chắc chắn sẽ biên thư về báo trường biết. Anh ấy vẫn nhớ trường lắm. Bao giờ có địa chỉ của anh ấy, cô nhớ cho tôi biết với. Vâng. Tôi muốn được cảm ơn anh ấy. Em chắc anh ấy mong tin chị lắm. Nào, vào lớp với cô đi. Vào lớp với cô đi. Vào đi con.